viêm lộ tuyến. Đây là sắp đơn thuốc tính ra hơn 30 triệu đồng, kèm theo sổ khám bệnh của chị Đào tại phòng khám Thế Kỷ Mới. Phần chẩn đoán và chữa trị bỏ trống, không có chữ ký của bác sĩ, chỉ có con dấu khắc tên người nước ngoài trong kết quả xét nghiệm. Lúc thì kết luận bị ứ dịch vùng chậu, lúc là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tới đó em khám, rồi cho em làm kết quả xét nghiệm, rồi nói em là bị viêm lộ tuyến, rồi nói em là cái này là phải tiểu phẫu mới hết, cho thuốc về nhà uống 10 ngày. Rồi 10 ngày sau em ra tái khám lại đó, rồi nói em cũng vẫn còn bị huyết trắng. Khi em làm vệ sinh 3 ngày nữa, đó là em hết tiền rồi. Hết tiền mà vẫn không biết đích xác mình bị làm sao, chị Đào chuyển đến khám tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Cần Thơ. Tại đây, chi phí khám chữa của chị chỉ hết hơn 1 triệu đồng và bệnh đã khỏi. Mọi trường hợp đều có chỉ định soi cổ tử cung không đúng chỉ định. Hầu như là tất cả mọi trường hợp đều phải vài chục triệu trở lên. Từ đầu năm tới nay, trung tâm này đã tiếp nhận khoảng 30 trường hợp tương tự tới đây xin được khám và điều trị lại. Hay như tại Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ, tiếp nhận một bệnh nhân đã từng tới khám ở phòng khám Thế Kỷ Mới và được kết luận là phải cắt bao quy đầu do viêm, nếu không sẽ vô sinh. Tuy nhiên, vết cắt đã không lành, anh phải chữa đi chữa lại nhiều lần. Anh bệnh cái anh sợ quá, anh thấy cái lượm được cái tờ rơi cái anh chạy qua bệnh khám. Em biết vậy cái em sợ quá trời, em mới kêu anh đi vô bệnh viện khám cho chắc ăn. Rồi vô qua bệnh viện khám thì người ta nói là không cần phải cắt cái đó. Bệnh viện